Chào mừng quý vị quay trở lại kênh của Nam Khánh. Video clip ngày hôm nay em lại giới thiệu đến quý vị một cái cặp củ toàn giải của Sansui. Đấy, thùng là thùng kit Nhật các nhá. Con này thì là toàn giải 16,5 cm có phễu nhá, màng giấy, gân vải. Và thanh lý cho quý vị một cái bộ bộ củ bát 20 cm, cả vành thì là 21 của Onkyo cổ. Con này thì màng giấy, gân mút các nhá. Dòng này thì nó sẽ mục gân cho nên là đã thay gân tốt cho anh em rồi. Anh em nhìn gân là biết này. Gân tròn xoe luôn nhá. Ở giữa cái rốn này nó có một cái vải, lớp vải nữa. Cái rốn này là rốn giấy nhá. Ở giữa này có cái rốn vải nhỏ nữa, thứ hai gọi là hai rốn nhá. Rất hay luôn. Củ Sassy 7 màu nhá các bác nhá. Của Sassy 7 màu. Đấy. Các bác đang xem kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái mặt hàng Nam Khánh đăng lên thì các bác sẽ nhận được thông báo clip mới nhé. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị nghe thử cái bộ toàn giải Sansui. Giải của Sansui 16,5 cm, màng giấy, phễu của nó là phễu nhôm các nhá. Phễu nhôm, gân là gân vải lụa. Đấy, cực kỳ mềm luôn. Con này nó sở hữu cái cấu hình đó là nam châm Aleco các nhá, nam châm Aleco móng ngựa. Đấy. À, tuyến hoa thì còn rất đẹp và đồng đều, rất mới luôn. Có một chút xíu là em thông báo để quý vị, em sẽ thanh lý cho quý vị cái bộ này giá rất là rẻ nhá. Bởi vì nó có bị rách một cái lỗ gần trên này. Cái này em vẫn để nguyên si, chưa có bá ở phía trong nhé. Nguyên si. Nói chung là về chất âm thì không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà mình bá vào cho nó kín hơn để nó thoát hơi được xuống cái lỗ thông hơi dưới ngoài. Thì nó đỡ bị mất hơi ra đây. Thì nó sẽ hay hơn. Cặp này thùng là thùng kit Nhật các nhá. Thùng kit Nhật vốn lạng. À, thùng gỗ lạng các nhá, thùng gỗ lạng rất là chắc chắn luôn. Đấy. Ê căng của nó đây, ê căng thì tuyệt đẹp rồi. Dòng ê căng căng cước của những cái dòng như những dòng tannoy người ta hay sử dụng đây. Bộ này anh em chơi tốt ở những cái phòng tầm 20 đến 25 mét vuông trở lại nhá. Đấy. Một cái bộ loa rất là chất luôn, rất là đáng chơi. Cặp này thì em sẽ thanh lý cho quý vị giá là 2.800.000 đồng, đã bao gồm cả thùng và củ. Hiện trạng thì là nói chung là đều nguyên zin, chưa có động chạm gì, chỉ có mỗi một cái vết nó bị rách gân. Đấy, một rách gân nhá các bác nhá, rách gân này. Đấy, thì không ảnh hưởng gì, anh em về chỉ việc
vá một tí keo keo sữa ở phía trong này, hoặc là nếu mà mình không có keo thì mình mang ra thợ họ chấm một tí keo ở đây thôi là xong. Hoặc là anh em có thể dùng keo chó cũng được, người ta sửa loa người ta hay dùng keo chó thì là đều ok cả nhá. 2.800.000 đồng cho cái cặp toàn giải san sui lặt chân móng ngựa thùng gỗ lạng nhá, chơi cặp này thì đúng chất ngon bổ rẻ luôn. Và tiếp theo em thanh lý cho quý vị cái bộ củ 20cm của Onkyo. Cái này thì cả vành, tức là cả cái viền này, nó là 21cm các nhé. Tuyến ra đều còn rất là đẹp nhé, không có bị cấn rách chút xíu nào cả. Gần đã thay gần tốt cho anh em rồi, chỉ việc chơi thôi. Củ thì nói chung là vàng óng 7 màu. Củ rất là mới nhé. Con này có cái mã model là Onkyo VK2033A. Đấy, công suất của nó là 20W, trở kháng 4 ohm. Đấy, cặp này là cặp bát nhé, em bán cái nào em đều thông báo rõ luôn, cặp bát Super Cool này là bát này. Đấy, Japan nhé. Đấy, hai chiếc đều còn rất là đẹp nhé. Số series của cái chiếc bên này là 448, chiếc bên đây cũng vậy, trùng series các nhé. Cái này thì em sẽ thanh lý cho quý vị giá chỉ có 850.000 đồng thôi nhé. Đấy, một mức giá có thể là rẻ như loa tàu luôn. Đấy, để các bác chơi những cặp này thì chất lượng rồi, những cặp loa cổ này, những cặp này sản xuất từ những thập niên 70, nói chung là nó cũng khá lâu đời rồi nhưng mà vẫn còn đẹp như này. Anh em chơi những cặp này quá ok luôn, 500 rất là to nhá, tất cả đều nguyên zin, hoạt động tốt nhé các nhá. Đấy, nguyên zin hoạt động tốt, chỉ có thay gân thôi. Đấy, xương 7 màu luôn. Đấy, màng giấy của nó còn cực kỳ đẹp luôn. Dòng này nhìn như những cặp mà toàn giải 16 của Piller có một đời bác 16, nó có cái rốn hiện như này. 850.000 đồng các nhá. Các bác có nhu cầu với sản phẩm nào thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0972451489. Các bác đi qua nhớ ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái sản phẩm mà anh đăng lên. Các bác ấn chuông thông báo để nhận clip mới nhá. Xin chào quý vị, hẹn gặp quý vị ở cái video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.